Hello mọi người, hôm nay review mọi người cây dâm bụt bonsai. Cây này hoành bao nhiêu anh nhỉ? Hoành nhá hả? Hoành 60, 60 mà to ghê ta. Một cốt luôn, đặc kịch. Đúng lực. Cái này ghép thái màu vàng đúng không? Dâm bụt thái màu vàng rồi này. Cái này nhìn thực tế đẹp lắm. Quay clip nhiều khi mình nhìn nó không bằng thôi, nhưng mà ngoài thực tế đẹp lắm. Này đưa vô chỗ mỏng nữa thì đẹp lắm này. Hôm nay mới mua cái gimbal quay cho anh em coi cho nó sắc nét hơn chút không. Phê không? Quá trời phê luôn. Cây này phê lắm. Mình mới tác nghiệp bằng cái này nó chưa quen lắm. Để sau một thời gian nó có kinh nghiệm nó quay nó đẹp hơn. Ở vườn của mấy anh bạn đây. Nhìn thì thôi, phê lòi mắt ta. Này ghép chắc được hơn năm rồi đây. Chỉ cành chơi đẹp rồi, này tết là bông. Cắt này là tết bông rồi. Màu vàng nữa thì thôi, tết này thì chơi thôi. Sẽ hơi chặt. Chặt review nó hơi bị ngược sáng quá, review nó sẽ không được nhìn trên xuống lùn lực chuẩn bonsai luôn đấy. Trời, đẹp chưa, đẹp chưa. Anh em nào có nhu cầu giao lưu thì liên hệ nha. Phải nói là hàng cũng chất như nước cất. Cây Biên Hòa. Cây tại Biên Hòa nha. Này sẽ là một series cây luôn. Này ngược sáng quá, không biết nhìn rõ không chứ. Nhìn phía này phê. Clip cây này ở đây.